Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ bên ta. Tin tức ngày 3 tháng 4 năm 2021 có nội dung chính sau đây: Trung Quốc tấn công dồn dập nhà bán lẻ quần áo thời trang H&M. Và theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online thì Trung Quốc đã bắt đầu tấn công liên tục nhằm vào hãng H&M sau khi nhiều kênh truyền thông phản đối nhà bán lẻ quần áo thời trang phụ kiện của thị điểm này vào tối ngày 24 tháng 3. Mới nhất, H&M vướng vào rắc rối bản đồ có vấn đề ở nước này. Và Cục Quy hoạch và Tài nguyên Thiên nhiên thành phố Thượng Hải ngày 2 tháng 4 cho biết giới Trung Quốc đã triệu tập công ty H&M để thông báo hành vi vi phạm pháp luật và quy định của nhãn hiệu thời trang này. Sự việc xảy ra sau khi người dùng Internet tại Trung Quốc thông báo với chính quyền về việc trang web H&M có đăng một bản đồ có vấn đề theo báo cáo của Wall Street Journal. Cục không nói chi tiết về hành vi vi phạm của H&M nhưng cho biết công ty Hachette Moritz, nhà điều hành trang web của H&M tại Thượng Hải đã khắc phục vấn đề. H&M vẫn chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc này. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên H&M gặp rắc rối liên quan đến bản đồ ở Trung Quốc. Vào năm 2018, H&M từng liệt kê Đài Loan như một quốc gia trên phiên bản web của nhãn hiệu này ở Đài Loan. Trung Quốc vốn luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của nước này. Làn sóng tấn công nhằm vào H&M của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 24 tháng 3, một ngày sau khi Liên minh châu Âu, Anh và Canada ban hành một loạt biện pháp trừng phạt bao gồm hạn chế đi lại và đóng băng tài sản với nhiều cá nhân doanh nghiệp ở Trung Quốc vì vấn đề Tân Cương. Lúc này, truyền thông Trung Quốc mới chú ý đến tuyên bố vốn đã đăng hơn một tháng trên website của H&M nói họ không dùng bông vải ở Tân Cương và bày tỏ lo ngại về các báo cáo lao động cưỡng bức người Di Ngô Nhĩ ở khu vực này, theo báo Squatchina Morning Post, và phỉ bán và tẩy chay bông vải Tân Cương trong khi muốn kiếm tiền từ Trung Quốc, đừng mơ. Thông điệp gửi cho hơn 15 triệu người của Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, Tân Hoa Xã cũng cảnh báo H&M sẽ gánh chịu hậu quả từ hành động của mình. Gần như ngay lập tức, tất cả các trang thương mại điện tử từ lớn ở Trung Quốc như là Taobao, JD hay là Pinduoduo đều ngừng rao bán sản phẩm của H&M. Dư luận Trung Quốc dậy sóng, tẩy chay H&M nhanh chóng lọt top 5 từ khóa nổi bật nhất trên mạng xã hội Weibo. Những ngày sau đó, nhiều ngôi sao hạng A của CBIC cũng tuyên bố các hợp đồng với H&M. Nam tài tử Hoàng Hiên chấm dứt hợp đồng làm đại sứ cho H&M, trong khi nữ ca sĩ và diễn viên Tống Thiến ngừng hợp tác quảng cáo thời trang H&M. Hơn một tuần sau khi bị tẩy chay, H&M ngày 31 tháng 3 đăng thông báo nói họ hy vọng sẽ lấy lại niềm tin từ người tiêu dùng Trung Quốc, khẳng định H&M muốn trở thành một người mua hàng có trách nhiệm tại Trung Quốc và bất kỳ nơi nào khác, theo báo New York Times. Và Trung Quốc là một thị trường thứ tư của H&M khi có tới 520 cửa hàng của nhà bán lẻ thời trang này, đứng thứ hai sau Mỹ với 593 cửa hàng. Đến ngày 31 tháng 3, H&M cho biết phải đóng cửa khoảng 20 cửa hàng sau khi bị tẩy chay ở Trung Quốc. Trước đó, Mỹ và nhiều nước phương Tây đã báo cáo Trung Quốc vi phạm nhân quyền đối với người Di Ngô Nhĩ và những nhóm thiểu số khác theo Hồi giáo ở Tân Cương. Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết người lao động Di Ngô Nhĩ đã bị giam giữ tùy tiện, buôn người, cưỡng bức lao động và nô dịch trong các lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp, công nghệ ô tô và dệt may. Mỹ và Canada và các nước châu Âu đã áp đặt lệnh trừng phạt với Bắc Kinh vì vấn đề Tân Cương và Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền. Nói cách khác, phương Tây đã bịa đặt và bắt nạt nước này. Đồng thời, Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp trả đũa lại một số nước. Trung Quốc khẳng định giới chức Tân Cương chỉ đang điều hành các trung tâm đào tạo nghề nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố. Và đó là thông tin ngày 3 tháng 4 năm 2021. Và nếu anh em thích thông tin này bổ ích thì đừng quên cho tôi một like và một chia sẻ và một comment nhé. Tạm biệt anh em.